Chào mừng toàn thể bà con của anh chị em đã quay trở lại với kênh youtube TVH Nhà Nông Chia Sẻ Và trong video hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ với bà con về cái nội dung bón phân vào mưa nha mọi người Bón phân cho cây cà phê Thì như đợt trước mình đã chia sẻ với bà con Mình bón đợt 1 là mình bón phân NPK Với công thức là 20 năm năm Và vì đợt đầu mùa mưa thì mình cũng đã bón lăn rồi mọi người một cây bón sáu bảy lạng lăn rồi nên bây giờ mình đặt hai đây mình cũng bón theo cái công thức là cũng chủ yếu là cái thành phần đạm nha mọi người nitơ cao và cái lân thì vừa phải thôi lân thì vì đã bón đầu mùa rồi nên bây giờ mình cái phần hàm lượng của lân thì không cần nhiều mọi người chỉ cần 7% phần trăm là đủ và kali thì cũng thời điểm này cũng chưa cần nha mọi người bởi vì à, bây giờ là cây cà vào trong tháng 7 này thì cái, cái quả đang trong cái quá trình là đang tăng trưởng rất là mạnh nha mọi người nên là mình không cần bón nhiều kali nha mọi người vì mình bón kali này thì mình sẽ khiến cho cái quả nó nó không phát triển nổi đấy mọi người nó sẽ sớm làm dừng nên là mình trong cái quá trình đang phát triển tăng trưởng của quả thì mình nên bón kali vừa phải thôi mọi người mình chỉ giữ được mức độ để giữ trái thôi mọi người à, Giảm rụng thôi Còn bây giờ thì mình cũng chưa đến thời điểm để làm nhân cho quả Thì nên mình bỏ cái hàm lượng nitơ nó cao hơn một tí Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với con mình bón phân NPK Với công thức là 1977 nha mọi người Cộng TE Đó thì Đấy, Mọi người thấy đây Đấy tăng trưởng mạnh, tăng năng suất mọi người. cái vườn cà mình thì đang có cái biểu hiện là thiếu đạm nha mọi người, là cà là lá không được xanh, đọt không mướt, mọi người. trái thì lúc này thì cũng khá là lớn rồi mọi người, nè, trái cũng lớn rồi nha. trái lớn rồi nhưng mà nhìn cái cái lá thì nó không có bóng và không có xanh mướt mọi người, nên là có cái dấu hiệu là là thiếu đạm, nên mình cần bổ sung gấp và mình bổ sung cho cái trái này nếu mình bón mà đủ đạm là cái trái nó sẽ bóng lên mọi người còn bây giờ hiện giờ là đang thiếu đạm là cái trái nó cái màu nó không được bóng mọi người nó hơi đục đục nên là bà con cũng lưu ý là phải biết nhìn cái cây cà mình nó sinh trưởng như thế nào phát triển như thế nào trong mùa mưa để mình đáp ứng cái nhu cầu cần thiết cho dinh dưỡng cho cây cà nha mọi người và phân NPK này, này là của công ty của phần phân bón mình đi nha mọi người đầu trâu bình điền mê công nha mọi người thì cái thành phần nitơ nhiều nên là cái màu sắc nó hơi trắng vàng vàng trắng không có kali thành phần kali nó ít nhé mọi người nên là nó không có ngã về cái màu đỏ cái màu trắng nó là giống như cái màu của lăng nha mọi người và cái hộp phân của À, phân bình điền thì họ làm cái cái hạt nó tương đối là đều mọi người cái kích cỡ của nó là nó không có trên lệch mọi người và cái mùi hăng thì cũng khá là hăng nha bởi vì là nitơ nhiều nữa mọi người rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành bón mọi người à hôm nay thì mình cũng chia sẻ với con là mình bón khi với cái cái liều lượng là một cây là mình bón là khoảng là 5 làng rưỡi với mọi người ở trong đây thì có là 600 cây cà lớn thì mình sẽ bón là ba tà rưỡi với mọi người 3 tà rưỡi là 600 cây cà lớn và cà con 500 cây thì mình bón chỉ hai bao thôi là một tạ mọi người một cây hai lạng thôi cà con thì nó cũng chưa cần nhiều phân mọi người vừa phải thì bỏ nhiều quá là nó sẽ ảnh hưởng bộ rễ như cái đợt trước mà mà làm video mà bị hư bộ rễ người, do bón phân quá nhiều nên cũng rút kinh nghiệm mình sẽ chia ra nhiều đợt mình bón mỗi đợt mà ít nó sẽ tốt hơn bón một đợt mà nhiều như mọi người đó là cái kỹ thuật về bón phân và trong mùa mưa này cũng vậy bà con nên lưu ý là mình sẽ chia ra bốn đợt một đợt mình có thể bón là một cây như vậy như cà lớn như thế này mọi người là mình bón khoảng năm lạng rưỡi đến sáu lạng mọi người đó mình chia ra là bốn đợt nó sẽ à, giúp cây là phát triển đều đặn, ha? tăng trưởng tốt hơn nha mọi người. Đây mọi người cà 95 lâm mọi người thấy không? Cũng khá là ok ha. Trong video hôm nay thì mình cũng cần chia sẻ những nội dung chính đến bà con để bà con lưu ý và bà con có thể áp dụng để bón phân cho vườn cà phê nhà mình. Thì có hôm nay mình muốn chia sẻ với con ba cái nội dung về cái thành phần trong phân tổng hợp cho mọi người đó là cần bón vào cái giai đoạn nào và cho nó phù hợp với cái cái giai đoạn phát triển của cái cái sự tăng trưởng và phát triển của cây cà phê và cái sự tăng trưởng của quả nha mọi người để đem lại cho bà con một cái sản lượng ổn định. Trong cái nội dung đầu hôm nay thì mình muốn chia sẻ với bà con về cái thành phần là lân nha mọi người. Lân gọi là cái thành phần là rất là quan trọng đối với những cái cà phê mà đã già cỗi với mọi người đến những cái vườn cà phê đã ra cỗi là cái lân rất là quan trọng mọi người đó nên cái phân lân nên mình nên bón một năm là bao nhiêu để cho giúp cây nó gọi là phát triển tốt và nó giữ cho cây được bền thì bà con cần lưu ý thì về cái lân thì mình nên chia ra hai lần nha mọi người à, mình bón vào đầu mùa mưa là khoảng là 6 lạng một gốc và cuối mùa mưa mình cũng bón một lần nữa là sáu làm gốc nha mọi người đó thì đầu mùa mưa thì mình giúp cho bộ rễ nó gọi là nó nó phục hồi lại và nó giúp cho bồ uh, bộ rễ nó phát triển mạnh giúp cây sinh trưởng tốt và cái đợt cuối mưa thì mình sẽ bón lân là để giúp cho cây phân hóa mầm hoa đều nha mọi người nó cái lân rất là quan trọng vì trong cái phân mà không tổng hợp này mọi người cái hàm lượng lân lúc nào nó cũng thấp hết á nhiều là cao lắm thì cũng cỡ 20 nhưng mà đối với lân hữu hiệu thì nó mang tính chất là gọi là bổ sung thôi mọi người nên là mình cần phải bón riêng một đợt lân nha mọi người bón một đợt là đầu mưa nếu mà không có điều kiện thì mình bón một gốc như vậy là khoảng 8 lạng đến một cân trên một góc còn nếu có điều kiện là nên chia ra hai đợt thì nó sẽ hiệu quả hơn mọi người đó là về cái cái phần lân nha mọi người và cái thành phần thứ hai cái hàm lượng kali trong phân tổng hợp bà con cũng cần lưu ý trong mùa mưa nếu mà mình bón phân mình cũng rất là quan tâm đến vấn đề này mọi người bón kali vào cái cái giai đoạn nào để cho nó hợp lý đó nên là bà con cần lưu ý thành phần kali mình nên bón vào cái giai đoạn là trái vào nhân nha mọi người còn trong đợt đầu mưa vào tháng tháng 6 đến tháng 7, từ tháng 5 đến tháng 6 tháng 7 thì trong giai đoạn đó thì trái nó đang trong cái quá trình là phát triển nha mọi người, tăng trưởng về cái độ lớn. Nó nên mình không nên bón kali nha mọi người. Chỉ cho phép thôi, gọi là với mức độ là từ 7 đổ lại thôi nha mọi người, 7 7% kali đổ lại. Và bà con cần lưu ý thì nên bón kali vào đợt 3 nha mọi người. Nếu bà con chia ra 4 đợt trên một năm, 4 đợt trong mùa mưa nha mọi người. Thì vào đợt 3 mình sẽ bón tăng cái hàm lượng kali lên. Đó là ví dụ mình đi với công thức là 16 8 16 cộng T. Đó ví dụ mình bón đợt 3 mà đi với công thức đấy là nó có 16% kali mọi người, hoặc là cao hơn. Hoặc là 28 20, 8, 20 là kali 20% là lúc đó là vào tháng 8 mình bón là vào nhân là để đảm bảo được cái cái chất lượng của cái nhân của quả cà phê nha mọi người. Đó là bà con cần lưu ý đó là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba nữa thì cái thành phần trung vi lượng. Thì bà con cái vấn đề này là bà con nhiều khi bà con không để ý. Nhiều khi thấy trên cái phân tổng hợp là nó có ghi là cộng te. Nhưng mà thực tế thì cái nó nó gây bao nhiêu phần trăm đó gọi là cũng gọi là bổ sung thôi mọi người nên mà con cũng cần lấy là bón riêng một đợt trung vi lượng trong đó thì có bò này đồng này kẽm này đó bà con tính sao mà cứ mỗi năm như vậy là bà con bón khoảng cỡ 3 đến 4 lạng ba cái loại này nha mọi người trong đó có bò có đồng và kẽm thì một năm sẽ cố gắng bón một đợt trung nguy lượng riêng đó là bò đồng kẽm cái trung nguy lượng đó, nó quyết định một cái sự thành công nha mọi người chứ không phải là đơn giản đâu quyết định cái sản lượng ấy. nếu bà con một bà con thử một năm không bón cái trung nguy lượng này thì bà con sẽ thấy cái vườn cà mình nó sẽ xuống cấp liền đặc biệt là những cái đỉnh sinh trưởng nha mọi người đọt rồi nó sẽ bị cong queo well, hoặc là nó vàng nó úa đủ thứ hết không có kém thì nó cũng, cũng úa nha mọi người vàng đó à, đồng thì nó sẽ giúp cây xanh và nó tăng cái khả năng kháng bệnh nha mọi người đồng đó như nhiều người thì làm nông thì họ thường phun cái bốc đô đây mọi người là đồng trộn với vôi đó nên là giúp cây là kháng bệnh rất là tốt đó và cái cái bo thì giúp cho trái đậu đậu là như là rất là đều như mọi người nhưng là đậu rất là đẹp luôn có bo bà con thử bón bo đi bón vào mùa tưới mọi người mùa tưới là vào cái đợt thứ hai này bà con cái bón ba loại đó là bo đồng kẽm này mọi thứ là một lạng hay một lạng gì đó là ba cái là khoảng cỡ 3 đến 4 lạng là bà con sẽ thấy cái vườn cà phê mình khác ngay đó thì hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ bà con ba nội dung như vậy đó là về cái cái lân nên bón như thế nào và cái ly bón vào giai đoạn nào và cái trung lượng có quan trọng hay không thì mình cũng đã chia sẻ và phân tích uh, sơ lược qua cho bà con để bà con nắm bắt được. Đó là về cái kỹ thuật mà mình rút nghiệm thôi nha bà con chứ không phải là là chuyên gia gì hết nha. Cái đây thì bà con có thể tham khảo. Nếu bà con có thể áp dụng thử. Nếu mà thấy hiệu quả thì bà con có thể áp dụng lâu dài. Còn với cá nhân nhà mình thì mình đã áp dụng rất lâu rồi mọi người. Đấy mọi người thấy cái vườn cà phê từ năm 95 này. Mọi người thấy đâu có xuống cấp mấy đó đấy mọi người thấy không đây này. Còn cà phê từ năm chín cũng bón theo công thức đó mọi người đó, rất đều luôn tuy là sản lượng không cao lắm cứ cầm mức độ là bây giờ thì cỡ là 3 tấn rưỡi đến 4 tấn mọi người cá nhân trên một năm trên một khác rồi và đến đây thì video mình cũng khá là dài rồi mọi người thì hôm nay mình chia sẻ về cái quy trình bón phân đợt hai của nhà mình là cũng bốn phân tổng hợp cho mọi người và qua video này thì cũng mong mời con mình chịu khó nhưng là khi mà làm nông nghiệp thì phải chịu khó tham khảo cho mọi người tìm hiểu để mình làm cho nó đúng cái kỹ thuật và đúng cái quy trình đó nó không có bị lãng phí thất thoát cho mọi người nhiều khi mình bón không đúng với công thức nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái cây trồng của mình nha mọi người, mọi người chứ không phải đơn giản đâu đó ví dụ kali mình bón không đúng cái cái thời điểm thì nó sẽ trái nó không lớn mọi người nó sẽ bị bị đén trái đấy Nên là cái đó là cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng mà nó sẽ giúp cho là cho cái sự thành công nha mọi người cho cái sản lượng chứ không phải là đơn giản rồi thì cũng qua video này thì cũng xin chúc bà con À, có một cái vườn cà phê đầu tư đúng kỹ thuật và luôn luôn à, gọi là thành công trong cuộc sống hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo xin chào tất cả mọi người